Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình, Nhân BB đây. Và mình xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Các bạn ơi, có nhìn thấy Nhân béo không? Nhìn thấy Nhân tăng cân không? Tay Nhân to như kiểu nắm mỡ thôi các bạn ạ. Chứ không phải là to chắc đâu. Ăn nhiều bánh chưng quá nên béo các bạn ơi. Béo quá. Và hôm nay thì Nhân nghĩ là mình sẽ phải giảm cân thôi các bạn ạ. Chứ tình hình để béo như thế này đi nó nặng lắm các bạn ơi. Thôi không ổn rồi. Giảm cân thôi các bạn ơi. Và ngày hôm nay để giảm cân thì Nhân đã mời một huấn luyện viên tập thể hình, tập gym về các bạn ơi. Úi trời, các bạn nhìn anh này nhìn cũng đẹp trai không? Anh ấy bảo là chúng ta sẽ giảm cân từ 98, 99, 100. À nhầm, từ 100 cân giảm dần xuống các bạn ơi. Bây giờ Nhân đang gần 100 cân rồi. Nhân đang 99 cân các bạn ơi. Và nhờ anh chàng đẹp trai để đến giảm cân các bạn nha. Dơ rốc các bạn ơi. Ok, thanh niên này phải dơ rốc các bạn ạ. Rồi, đây chính là Nhân này các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, Nhân đang cầm cái đùi gà. Nhân tập tạ các bạn ơi. Đấy, Nhân béo quá mà Tết này Nhân ăn bao nhiêu thịt gà nữa các bạn ơi. Nên bây giờ Nhân cầm cái đùi gà Nhân giảm cân các bạn nha. Và các bạn hãy xem cái hành trình giảm cân của Nhân các bạn nha. Uống luôn Coca. Cầm luôn Coca để bắt chiếc anh này giảm cân. Mẹ tê. À, tăng cường cơ bắp thế nào. Ui, nhanh ơi. Mình sẽ phải tăng cường thêm hơn. À, đây rồi. Lên cấp lên cho anh mạnh lên mà. Mạnh lên. Trời ơi, phải lên cấp cực kỳ nhiều luôn. Anh ta phải mạnh lên được các bạn à. Giảm cân đi. Sao mai không giảm được cái tí cân nào vậy? Giảm cân đi. Mình cần phải liên tục. Mệt quá. Mà sao anh ta anh lưng chậm vậy? Anh nâng như vậy chứ các bạn ơi. Anh nâng như vậy. Ơi, giờ lưng quá chậm luôn các bạn ơi. Lưng nhanh lên ông ơi. Ông lưng chậm như vậy thì bao giờ nó phải giảm cân được đây. Rồi, trời ơi. Nhanh nào anh ơi. Hey. Biến hình đi. Giảm cân đi. Trời ơi, thanh niên ơi. Đừng mãi mà thanh niên không giảm cân. Tốn bao nhiêu tiền của tôi các bạn ơi. Mất bao nhiêu tiền đi học mà sao không giảm cân vậy bố ơi. Rồi. Giảm cân đi. Ông tập như chậm như vậy thì bao giờ mới giảm được cân đúng không các bạn ơi? Tập quá chậm luôn rồi. Đỏ xanh cuối cùng cũng đã giảm cân được rồi các bạn ơi. Trời ơi. Biến hình giảm cân đấy. Ui trời ơi, tưởng giảm nhiều thế nào cũng giảm được mỗi một tí các bạn ơi. Rồi mình bên ngoài mình cũng phải giảm cân các bạn ơi. Trời ơi, đây là mơ của mình nha. Trời ơi, giảm cân. Trời ơi, giảm cân thành công. Ok anh em, tiếp tục cùng thanh niên này giảm cân tiếp nào. Rồi ok, cho bạn mắc một rồi. Cái này mệt lắm anh em ơi. Nâng cấp cho ông béo này, ông giảm cân mà mệt quá các bạn ơi. Trời ơi, tập cái quả tạ màu hướng chứ. Tập màu hồng các bạn ơi. Trời ơi, vậy ông đúng là 3D rồi các bạn ơi. Ông này là 3D rồi nha các bạn nha. Ông này là 3D nha, nâng cấp đấy. Rồi các bạn ơi. Bây giờ giả trí tí cho anh ta đi đấm các bạn ơi. Đấm cái nào được mạnh đây. Đấm cái ấy được đấm mạnh nào. Ui xem sức mạnh. Ui rồi, vỗ tay sức mạnh này lên cơ các bạn ạ. Sau khi tập đạ thì cũng cơ bản là mạnh đây. 120 kg luôn. Ui giời ơi, xếp thứ 43 thế giới luôn nha các bạn nha. Ui giời ơi, vậy là cũng được rồi ấy. Vậy là xếp thứ 43 thế giới này cũng giỏi lắm rồi đấy các bạn ạ. Ui được rất nhiều tiền luôn. Giờ thì mình đủ tiền rồi. Đang nhiên được có tiền các bạn ơi. Có tiền rồi. Lần cấp lên. Tiếp tục lên. Biến hình đi. Rồi. Trời ơi, anh ta đã khỏe hơn các bạn ơi. Anh ta đã khỏe hơn rồi. Bây giờ anh ta đã lên được công tạ mới. Biến hình đi. Ông nội ơi, biến hình đi. Mãi ông chưa biến hình. Trời ơi, tôi đầu tư trông bao nhiêu tiền rồi. Lân cấp cho ông thế mà ông này, ông cứ lân chậm như vậy thì bao giờ ông mới gầy được các bạn ơi.
thật sự luôn. Tiếp tục này, có cú đấm thế này rồi, tiếp tục là lần này anh thể hiện đây, lần này thực sự sẽ mạnh hơn 125 nào. À, nào đấm mạnh vào, 100 bao nhiêu đây, bao nhiêu kg đây, yes, ui 120 à, thôi cũng được rồi, vậy là khá lắm rồi đấy. Ông này vẫn rất còn béo các bạn ơi, vẫn dư 43 thế giới các bạn ơi. Thôi rồi cứ bình tĩnh nha, mấy nữa thì mình sẽ cố gắng mà vượt qua mức 43 thế giới các bạn ơi. Thôi bây giờ phải tập trung cho đại ca này giảm cân đã, đại ca mãi đại ca chả biến hình được gì. Cố lên nào anh ơi, cố lên nào anh ơi, em không có tiền nuôi anh đâu ấy nhá. Đấy rồi, thôi ra đây kiếm thêm tiền các bạn ơi. À, 120, ôi tôi chết rồi, nhầm rồi, tôi đã anh ơi, tôi đã rồi các bạn ơi, mình ấn nhầm các bạn ơi. Oh, what, 225 á, what, ôi lại lên à, ấn màu đỏ mới là chiến thắng à, lên 36 các bạn ơi, lên 36 thế giới rồi. Thế mà mình không biết, mình ấn vào cái màu xanh, mình tưởng màu xanh mới là được các bạn ơi. À, đúng là đậu xanh, màu xanh đúng là đậu xanh các bạn ạ, ơi. Ê, à đây rồi, giảm cân chỗ này, ma đậu xanh, cuối cùng cũng đã giảm cân các bạn ơi. Xem đây, xem anh biến hình đây. À, mãi mới tìm được cái chỗ giảm cân các bạn ơi, thì cuối cùng đã hết video rồi. À, đủ căng nhé, căng nhé, căng nhé, căng nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đấm cái pha khác này nha. Rồi, rồi, kinh đấy, kinh đấy, tiếp tục đấm tiếp nào. Xem màu đỏ, ui 34, ô, tiếp tục có một hit cuối cùng này các bạn ơi, ăn tiền, trời ơi vẫn là 34, tưởng 35, rồi kinh chưa, đấm vỡ bao cát này luôn các bạn ơi, dã man chưa, ngầu như cái bồn cầu luôn nha, yeah, biến hình thành công các bạn ơi, tiếp tục nha, các bạn xem này, lên cấp tiếp cho các bạn xem, bây giờ biết lên cấp rồi, lên cấp, à phải ấn chữ cái lên cấp vậy thì mình phải biến hình được các bạn ạ. À, biến hình, wow, tay chân đã to hơn rồi các bạn ơi, wow, ghê chưa, ui cơ bụng sáu múi nha các bạn nha, căng, đấy lần cái tạ mới luôn, ghê chưa, anh em thấy ngầu chưa, ngầu lòi chưa, ngầu như cái bồn cầu chưa, lần cấp tiếp cho anh nào, ui nhìn chất chưa, lần cấp được rồi các bạn ơi, trời ơi thân hình sáu múi quá đẹp trai luôn, tiếp tục lần cấp tiếp nào. Biến hình, trời ơi mỗi lần biến hình nó có đan này. Rồi ôi tay to hơn một tí các bạn ạ, không ăn thua rồi, tiếp tục phải nâng cấp cho anh ta, cầm một cái tạ khỏe hơn các bạn ơi, lên nào, tốn nhiều tiền quá, biến hình nâng cấp, ui lần này mà đấm một phát là hơi bị phê đấy các bạn ơi, kiểu gì cũng được tốt cho mà xem. Đâu quá, lên nào anh ơi. Ui các bạn thấy những người tập tạ giảm cân có vất vả không các bạn ơi, vất vả quá nhân cũng phải giảm cân thôi. Quên mất rồi, sắp thành người gầy các bạn ạ. Ui có cái đấm bốc rồi, thôi hết rồi, trời ơi đang tưởng là được đi thi đấm bốc của đấy thì có phải ngon không. Mạnh lên nào, kiếm tiền nâng cấp nào. Rồi, sắp biến hình được thêm lần nữa các bạn ơi. Rồi, à đây rồi. Má, khinh thường anh à, cái trò này nghề của anh rồi. Ăn tiền, bao nhiêu? Ui, giời. Má, 299, tưởng nó lên tới cái vạch định luôn. Má, 299 đây các bạn ạ, không ổn rồi. Tưởng thế nào bình thường các bạn ơi, tưởng lên top 1 299 cùi bắp rồi, nâng cấp anh em nha, nâng cấp nào, yo lên cấp, biến hình đi. Wow, tay này to hơn các bạn ơi. Trời ơi sợ chưa, đợt này nghề của mình nha, đấm à. Quét 50 luôn, 1, 2, 3, úi số, ôi, 4 hit, 5 hit, đỉnh luôn, đúng cái giữa màu đỏ là ăn tiền các bạn nha. Đầu tiên mình cứ tưởng cái màu xanh rồi, ngon, hai cái màu đỏ luôn, đấy, mình chơi tập trung, mình bro quá các bạn ơi. Ngon, tiếp tục ăn tiếp, trời, mắt của mắt luôn nha các bạn nha, phá vỡ luôn, bay luôn cả cái con này luôn, đỉnh thực sự luôn các bạn ạ. Đấy, dân chơi nó phải như thế các bạn ơi, trời ơi. Bây giờ các bạn nhìn người ghê chưa? Người như một tảng đá luôn ấy, quá cứng luôn các bạn ạ.
chơi nó phải chất như thế chứ bạn ơi, vừa có tiền đó chứ. Trời ơi, lần cấp tiếp cho anh nha, lần cấp tiếp cho anh nha. Ấy, ui, lại một cái tạ mới, cái tạ này tạ bạc nữa nha các bạn nha. Ngầu lòi như cái buồn cầu luôn, ngầu như buồn cầu. Tiếp tục phải mất tiền lần cấp các bạn ạ. Thôi không muốn tiền đâu, bây giờ ngán rồi các bạn ạ. Để biến hình tốn rất là nhiều tiền luôn, và bây giờ mình không thể đủ tiền để mà lân cấp, để mà biến hình được nữa đâu các bạn ạ. Rồi ok các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem hết cái clip của Nhân BB. Các bạn thấy cái trò này thế nào, có hay không, có hấp dẫn không, có chất không, nhưng có giảm cân không, các bạn có thích giảm cân không? Nhân mặc nhiều áo vào xong rồi Nhân cởi ra là Nhân giảm cân thì các bạn ạ, chứ Nhân nhá gầy lắm các bạn ơi. Rồi nhá, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhân BB nha. Nhớ ấn nút like và nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào mọi người.